Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên cho cháu Lực xin được gửi một lời chúc tốt đẹp, mạnh khỏe và bình an tới tất cả các bác cô chú anh chị mạnh thường quân ở trên kênh Bạn Em. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống nhà của hai ông cháu cập nhật cái tiến độ mà mấy anh em thợ là đi làm tới cung đoạn nào rồi. Và cháu Lực rất là mong khi mà cháu Lực chia sẻ lên thì sẽ được là nếu như có chỗ nào sai sót ấy, thì rất là mong các bác cô chú anh chị là sẽ nhắc nhở cháu Lực để mà cháu Lực là kịp sửa đổi và cải thiện là tốt hơn cô bác nhé. Trong thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên thì các bác cũng đã nắm rõ được rằng là cái ngôi nhà của hai ông cháu hiện tại là đã xây đang xây dựng tường rồi. Và cái mức độ mà tường cao ấy, thì là đã rơi vào tầm độ là hơn 1 mét rồi các bác ạ. Đã đến phần là gọi là đến phần cửa sổ rồi. Và thời tiết buổi sáng sớm hôm nay thì có vẻ như là khá là nắng nóng một chút các bác ạ. Và thời tiết mùa này thì không thể mà nói trước được điều gì cả. Sáng nắng chiều mưa các bác, thời tiết mùa này ấy. Mưa rất là to của bác, kéo dài nữa. Mà anh em thợ thì đã xuống đây làm từ sớm rồi các bác ạ. Cháu Lực thì độ tầm 7-8 giờ thì cháu Lực mới đi xuống được. Mùa này thì nếu mà hôm nào trời nắng thì mấy anh em thợ là đi xuống rất là sớm. Và đến buổi tối thì mấy anh em thợ cũng nghỉ khá là muộn. Về cái khung cảnh nhà của hai ông cháu thì không có xa lạ gì với lại các cô bác thôi. Hầu như là ghi hình rất là nhiều. Chỗ này bị sập hết chưa chị? Dạ. Hôm nay đi sớm hả chú? Ôi chỗ này thì có vẻ như là nước nó cứ xuống này ra, nó cứ bị giò nước đây này. Càng ngày càng giò sâu ấy. Gạch trên kia thì đã hết chưa chị? Chưa. Cái này thì là bây giờ là đi không thể mà đi lại được nữa các bác ạ. Ở đây thì nước nó bị giò từ trên kia xuống đấy, cộng thêm với lại là cái đất này nó là thuộc dạng là đất cát ấy, cho nên là cứ có nước một chút là nó bị xói mòn là xuống rất là ghê. Vậy nhưng cái chỗ này thì bị xói là càng ngày càng là rộng ra rồi. Đấy, nhưng mà nếu mà không bị xói mòn xuống thì mấy hôm nữa thì vẫn sẽ đào cái phần này. Em đi được không chứ? Được không? Này mà bây giờ mà sấm mạnh cái là bị lún xuống luôn rồi các bác. Chào chú Toán nha. Chú Toán là đi thời tiết nắng nóng như này là vẫn còn mặc áo cộc tay nha chú nhỉ? Vâng, trời sáng nay nó không nắng. Vâng. Nhưng hôm qua nó nắng mưa. Vâng. Chú làm được tưởng không mưa không nắng. Vâng. Chú gửi một lời chào tới các bác nào chú. Cháu chào cô chú với là các bác ạ. Hôm nay thì là công việc của mấy anh em thợ thì vẫn tiếp tục là xây dựng đó chứ anh? Vâng, hôm nay vẫn xây. Vâng. Công việc của mấy anh em thợ thì cháu được xé tiếp tục là cập nhật cho tất cả là các bác cũng biết. Hiện tại thì là ở phần bên này thì mấy anh em thợ đã là lên trên cái phần cửa rồi cô bác nhé. À, phần cửa sổ rồi. Đấy, cái này thì để cháu Lực sẽ không có để ra nữa, để chắt nữa các bác ạ. Thì để sẽ để một cái viên gạch ở đây thì nó sẽ cái phần sau này che cái mưa các bác thì nó sẽ được dài hơn. Mà máy e sẽ mở bên đây à điếu. Và phen tứ đồng cất thủ nếu mông đi. Tường thì bây giờ là lên khá là cao rồi cô bác, bây giờ ấy, ít nhất phải là tầm là hơn 2 mét rồi. Đây, thưa cô bác, ở đây thì là trong cái mùa mưa vừa rồi cô bác này, ở trên kia thì có một đám ruộng, thành ra là nước là nó cứ bị giò ra đây là như là một đầu đúa thôi. Nhưng mà nó cứ giò này thì cái phần thế đất này cô bác này, với lại là các chị là đi lại nhiều thì nhá là bị khiến một ngày là một sạt đi.
Đấy, còn là về cái những cái chỗ phần này thì là sau này khi mà anh em thợ là hoàn thiện cái phần thô này của bác này thì sẽ cuốc vào đây thêm độ tầm là 50 phân nữa. Và cả những cái chỗ này nữa của bác thì nó sẽ sau này sẽ không bị sợ là nó bị đốn cả. Nếu như mà bây giờ cái phần là kinh phí không đủ ấy, thì sẽ để ông là đi ra ngoài để mà kiếm đá về xong là tự kè cái phần này thì ngôi nhà nó sẽ chắc chắn hơn. Đấy, nhưng mà nó sẽ không có chắc chắn bằng là mình dùng cái việc là sắt với lại xi để mà kè thôi. Kè đâu cô bác ạ. Cái phần che mưa này thì nếu mà theo tiếng theo cái tầm công trình thì là gọi như nào chú Toán? Lanh tô. Gọi là lanh tô à? Vâng. Đây ở dưới này thì là khi mà các anh sang cửa này cô bác này thì cũng có đều là có đổ nguyên một cái thanh để mà sang cửa riêng cô bác nhá. Này mưa lâu cũng xì cũng lâu khô đấy chú nhỉ này. À, hiện tại thì ngôi nhà đã lên rất là cao rồi cô bác ạ. Chú Toán thì đâu đó là vừa rồi cháu Lực cũng nói là gần được 2 mét rồi. Ra phía anh phòng kia thì có vẻ như là thấp hơn một chút. Hơn 2 mét đấy. Hơn 2 mét rồi chú, 2 mét mấy? 2 mét 30 à. 2 mét 30 rồi á? À? Thế là cũng sắp chuẩn bị là thu hồi đấy nhỉ, cái phần bên này ấy. Tầm này nữa thôi. Vâng. Vâng. Đấy, sau này khi mà chuẩn bị vào thu hồi của bác nhá thì là tất cả những cái chỗ mà phần chạy xung quanh hết tường này thì sẽ có sắt để mà khóa lại cả cái phần ở bên này đó chú Toán nhỉ? Vâng. Những cái phần có cái tường đến đâu là vẫn vâng. Có tường đến đâu khóa hết. Vâng. Nhưng mà nhà vệ sinh thì có khóa không chú? Có chứ. Có à? Vâng. Thế là gọi là như mình làm như kiểu cái móng của nó đúng không? Vâng, khóa như nhà như móng nhưng mà không có đai. Không có đai đúng không? Là chỉ có sắt thôi đúng không? Vâng. Sau đây nó bị nứt một tí đi là nó không bở ra ấy. Vâng. Nếu mà cái nền của nó không chắc nó chỉ nứt một vết như kiểu là một vết bé tí thôi nhưng mà nó không nứt cả tường đi, nó không có thành lỗ là nhìn thấy. Vâng, là nó không bị ảnh hưởng tới gì đúng không? Vâng, nó không ảnh hưởng. Vâng, đấy ở phần ngôi nhà thì cái phần móng thì làm cũng rất là chắc chắn rồi các bác ạ. Đấy, và cộng thêm là cái nữa là khi mà đi vào cái phần tường ở trên này đấy thì mấy chú cũng bảo với cháu Lực già dùng để mà dùng sắt để mà khóa lại nữa. Nhưng cái phần viên gạch này của bác này, viên gạch này chạy tới đâu là sẽ có sắt để mà nằm ở trên đấy thêm một lần nữa. Nhưng bây giờ thì đi lại ở trên này là cực kỳ thoải mái rồi, xi thì nó cũng đã chắc chắn rồi các bác. Thước này là để thước thăng bằng đúng không anh? Đo đúng không? Cái này thì hôm nọ là cũng mua riêng cho mấy em thợ thêm để cho quá trình mấy em thợ làm thì mấy em thợ là còn dùng cái đấy để mà đo thăng bằng. Em chào anh Phong nhá. Vâng, gắn cho anh cái mic này. Chú anh thì bây giờ lên được tầm bao nhiêu mét rồi anh? Này chắc giờ hơn 2 mét hả? Phần bên này là cái phần nhà vệ sinh của bác này, hiện tại. Thời tiết hôm nay nắng đẹp đấy anh Phong nhỉ? Thời tiết hôm nay đẹp ấy, nhưng mà hơi nắng một tí. Anh thích nắng hay thích mưa? Anh thì không thích nắng, không thích mưa. Thích râm râm đúng không? Đúng rồi. Mưa thì mình lại không làm được. Nắng thì nắng quá. Nắng quá thì cũng không có tiến. Công việc nó không làm được nhanh đấy, nắng thì để mà xay như này thì nó rất là tốt rồi các bác ạ. Nhưng mà thời tiết thì mình không có quyền lựa chọn đúng không anh? Đúng rồi, mình không thể có quyền lựa chọn đâu. Gạch này bây giờ còn tầm bao nhiêu nghìn nữa anh Phong? Gạch này bây giờ chắc còn 2.000 nữa, hơn 2.000 gì đấy đúng không? 2.000 nữa à? Anh Phong thì nghỉ tay gửi lời chào tới các bác khán giả ấy nhé. Cháu chào công các bạn, chào cô chú anh chị ạ. Anh Phong thì vợ chồng của anh thì năm nay cũng là một cái năm mà phải nói là khá là đáng buồn của bác ạ. Không ai muốn là điều này cả. Nhưng mà thiên tai nó đến thì mình không thể mà đỡ được nữa.
chỉ biết cách là ngậm ngùn và chấp nhận thôi. Cái tài sản thì cũng bị thiệt hại là đâu đó là mấy chục triệu rồi đấy, còn không ảnh hưởng gì tới là về tính mạng là con người cả. Anh không phải thiệt hại về tài sản này, không bây giờ nhà cửa chả có mà ở này. Anh thì liệu là khi mà hoàn thiện ngôi nhà này thì cái kinh phí của anh thì nếu mà có đủ để anh sửa lại nhà không? Không đủ em ơi. Còn con cái ở nhà nữa mà. À, cũng phải đi làm thêm nữa đúng không? Phần này thì bây giờ là đến ô thoáng chưa anh? Có đấy, bây giờ tầm này anh để ô thoáng. À, đây là ô thoáng đúng không? Đúng rồi. Ô thoáng anh cứ để nó to to ra để cho nó rộng, cho nó... gió nó lọt được vào nhiều anh nhá. Rồi. Nhưng mà ở trên vùng cao thì hầu như là gió thì nói chung là nhiều các bác ạ. Anh có thấy hai ông cháu không anh? Ông đi rừng bên kia rồi. Không đi rừng rồi. Đi ra rừng à? Rồi. Ông chắc là đi ra rừng bên kia thì có đi là hái thuốc với lại là đi lấy củi không các bác ạ? À, thời gian vừa rồi thì cũng ông thì cũng mới biết ông thì biết là hái thuốc mất gan đấy, thì có một số các bác ủng hộ và các bác khi mà các bác mua về thì các bác cũng dùng là công dụng của nó là cực kỳ tốt, chỉ cần sau một tuần nữa thôi là cảm thấy là con người của mình nó khác hẳn các bác ạ. Vậy còn là về ngôi nhà của hai ông cháu thì các bác cũng đã nhìn rồi, hiện tại thì cái phần kinh phí đó các bác ạ, kinh phí thì là ngày một là hết rồi các bác, thì rất là mong trong thời gian tới thì khi mà đi vào hoàn thiện những cái phần ngôi nhà ấy thì sẽ được là phần trợ duyên của các bác tới cho hai ông cháu. Cháu Lực cũng đã nói rồi đấy các bác, thì hiện tại thì là cái phần móng lại là mọi thứ ở đây thì cháu Lực là làm là chắc chắn rồi thì là không bỏ bớt thêm cái gì cả. Nếu như mà sau này mà cái phần kinh phí nó không có đủ ấy, thì có thể là cái phần cửa này các bác với lại cái phần mà cháp nữa đây thì là sẽ không có đủ là kinh phí rồi, nhưng mà bao giờ đủ kinh phí thì anh em đội thợ sẽ lại tiếp tục là đi vào làm tiếp, tại vì là cái phần công thợ thì đã gửi là hầu như gửi là hoàn toàn là đủ hết rồi, đấy, chỉ thiếu gọi là kinh phí để mà mua vật liệu thôi. Cho các anh thợ làm việc thì cháu Lực là đi sang bên kia để mà xem ông làm gì ở phía bên kia một chút của bác. Sếp sao đây? Sếp còn bị tuốt quai chứ đấy. Quai à? Sau này thì là sau này nếu mà lập cái phần mái xong của bác đấy, sẽ ít nhất là cái phần tôn ấy nó sẽ thò ra tận là cái cây gỗ này của bác này, đằng nó hơn là 1 mét cơ mà của bác. Đây, ra phía hai bên thì là mỗi bên cũng dư ra rất là nhiều. Cho mấy anh em thợ là làm thì di chuyển sang kia để mà xem ông làm gì ở bên kia đã. Đấy, còn là tất cả những cái viên gạch vữa này các bác nhá, bị làm đôi này, sau này sẽ tận dụng lại để mà làm bể phốt này chẳng hạn này. Sẽ không có gọi là mất đi đâu một chút nào cả. Đấy, chị thì ui chị làm cái này chị cũng sợ là xi ăn hết trơn à chị? Hôm nay Giang đi học về, chị hôm nay Giang ấy. Giang ở nhà với em thì. Vâng. Hôm nào mà Giang đi sang đây được với lại bố mẹ thì mới sang thôi. Ui, cái nguồn nước này thì có vẻ như là chảy khá là to của bác ạ. Cái nguồn nước này thì là hôm nọ cũng được là hai chị là Nguyệt Thúy là mua cho ông với lại là bé Mạnh của bác nhá. Cả dây nữa, cả tách nữa, hầu như là được hai chị Nguyệt Thúy là giúp đỡ hai ông cháu là rất là nhiều, không phải là rất là nhiều nữa mà nó là cực kỳ là nhiều nữa. Đây thì phải nói là bé Mạnh có duyên với lại là hai chị là Nguyệt Thúy. Đây, cái này là cái gì đây? À, cái này là cái nồi niêu của chắc là mấy anh em thợ là đi vào nấu cơm. Ở đây thì là buổi tối là mấy anh em thợ là không có ngủ lại các bác ạ, chỉ có là hai ông cháu thôi. Thì không phải là mua mì tôm xuống cho mấy anh em ăn thợ.
Thưa các bác, nhìn thấy từ xa thì thấy là ông đang ra đây để mà lấy củi các bác ạ. Đi xuống chỗ ông xem là ông lấy củi để làm gì đây. Ở đây thì có một cái khe suối mà đến cái mùa không có nước các bác thì là cực kỳ mà nhỏ, nhưng mà đến cái mùa này thì là nước lũ rất là lớn. Đấy là cái gì đây ông? À đây buộc củi không? Ông ra đây lấy củi lâu chưa? Cũng ngay đây thôi các bác ạ. Mấy anh em thợ thì làm ở trên này, còn là ông thì ra phía bên này chắc là vừa ra xem ruộng được không, là tiện là lấy luôn cả củi nữa. Cẩn thận ông nhá. Bé Mạnh thì là đi học rồi các bác ạ, đi học rồi thành ra là mấy hôm nay cháu được đi xuống thì sẽ không có bắt gặp là Mạnh là nhiều hơn. Cái cây mà ông đang chặt này thì phải nói là cực kỳ ngứa các bác ạ, cây này ấy. Nhưng mà nếu mà mình dính cái gai của nó thì mình ngứa thôi. Tầm tuổi như Mạnh thì là nếu mà ông không để ý là đi xuống cái suối để tắm đấy các bác ạ. Và vào mùa này thì là nó kiểu có chỗ nó mưa, có chỗ không mưa. Nếu mà như đầu nguồn trên kia là mưa to này, còn là đi xuống đây là không mưa thì nước lũ ở trên kia là kéo xuống đây rất là nhiều. Đấy, cũng có rất là nhiều cái trường hợp là như thế, là bị lũ cuốn trôi là tìm không thấy nữa luôn đấy. Dẫm cẩn thận ông nhá, chỗ đấy này. Không biết là cái mảnh nương này có phải là mảnh của nhà ông không này. Đấy là trồng đậu tương thì lên cũng khá là cao rồi đấy. Mà nhìn nhìn vào cái gương mặt của ông thì là phải cứ ngỡ như là ông độ tầm là 6-70 tuổi rồi các bác. Đấy, nhưng mà tuổi của ông thì năm nay cũng lược chỉ có là hơn là 50 tuổi thôi. Đấy, trong thời gian vừa rồi thì có thể là ông chịu rất là nhiều những cái cú sốc này, xong là cả một tay ông nuôi nấng bé Mạnh lớn lên nữa, thành ra là ông lao lực quá nhiều khiến ông là cảm giác như là già đi trước tuổi. Kéo được lên không ông? À, chặt cho nó khô về lấy thôi à? À, thế là cái cành này là ông chặt cứ để đấy để cho nó khô thì ông mới về lấy các bác. À, hôm nay thì đi vào rừng là đeo ủng đi à ông? Ừ. Đấy, đeo ủng này thì cũng là chắc chắn rồi. Cái giày hôm nọ là hai chị Nguyệt Thúy
cho ông ấy, thì là nếu mà ông đi rừng thì cũng đeo được ông nhá. Vâng. Đừng là tiết kiệm ông nhá. Vâng. Rồi. Ông ơi, gửi về chào tới các bác nào không? Chào các bác, các chị nhá. Rồi. Ông ra đây lấy củi lâu chưa? Lâu rồi. Rồi. Cái củi ông thì để những đâu ấy? Đi về, được bó chưa ông? Một tí rồi. Đi xem ruộng này, lấy một tí. Thế là vừa xem ruộng đây là vừa lấy củi à? Vâng. Cái củi nhỏ này chắc ông đem về để nấu cắm lợn, nấu cơm đấy chứ ông? Vâng. Ôi, ông không chặt cái bi chuối này đi này, ông nó dài quá này. Đó. Cái quả chuối nó không nên đâu. Mình ăn đâu. Lấy cái cây đập ấy ông? Có cây không? Không phải của ông đâu, của họ đâu. À không, của họ đây à? Vâng. Tôi cứ tưởng là của ông. Cái vườn nương này, cái chỗ đôi nương, mấy thửa nương có phải của nhà ông không? Phải đâu. À. Của nhà ông bác. Thế hầu như là những cái thửa nương, thửa ruộng ở đây đây các bác này. Ra phía bên này là không phải là của nhà ông đâu. Còn là của nhà ông thì chỉ có là ruộng ở phía trên kia này thôi. Những cái cây này là chắc là bị gió thổi xuống đổ không? Vâng, nó chặt để lâu rồi. À. Ồ, thế là đây là ông cũng chặt để lâu rồi à? Vâng. Ông cứ chặt cho nó khô ra rồi thì đến lúc mà chặt chặt cho nó đổ rồi cho đến lúc khô ra thì ông ấy qua lấy. Cái tươi này bắt nặng lắm. Vâng. Tươi thì về nhà cũng chưa có dùng được luôn, cũng chưa có đốt được luôn đâu cả. Thời tiết thì rất là nắng các bác, thời tiết đấy. Ở chỗ nhà hai ông cháu ở dưới này thì thời tiết là cực kỳ là oi. Ở phía trên kia thì là mấy anh em thợ là vẫn đang miệt mài với cái công việc của mấy anh em thợ. Chỉ một phút nào. Ông thì có vẻ như là thích là đội lên trên đầu hơn các bác ạ. Đội lên trên vai thì ông không quen mấy. Đi được không ông? Được rồi. À, đi mùa này thì đi sau cũng đi vào rừng rú này thì là đi đeo ủng, đeo giày thì nó cũng tốt hơn. Thế từ khi mà Trấn Lực nhận được cái giày của hai chị Nguyệt Thúy thì hầu như là hôm nào thì Trấn Lực cũng đều là đem đi vào bản rồi. Giày này thì là không phải đeo tất các bác ạ. Thế ra là cứ lội như kiểu là ủng thôi, cứ ướt thì mình lại đánh những khô lên thôi. Đánh lên thôi, khô lên lại tiếp tục là đeo giày đi. Cái số đất ở khu bên này thì nó thuộc dạng là cái đất lún của bác ạ. Thực ra là khi mà đi vào là cảm giác như là đất nó rất là mềm. Đúng đâu. Ống nhựa này không biết là ông kéo đi đâu đây. Ống nhựa này kéo nước đi đâu đây ông? Kéo nước thùng chiên này xuống rồi. Ủa, vào cái chỗ này thì phải nói là cực kỳ ghê các bác này, cái chỗ này ấy. Không đi đường này nữa, cái này chỉ là cái rơm. Cái rơm mà hôm nọ ông tuốt lúa để thành ra là khi mà đi vào không dám đi đâu. Không dám đi đâu ông ạ. Ừ. Khi mà đi vào ấy nó có con vi khuẩn kia có bị ngấm vào chân rất là ngứa.
ống nhựa này là hôm nọ là mua, là mua xuống thì là nó còn là khi mà dùng ống bác là còn dư, còn dư cho nên là để lại cho ông để mà lúc nào mà ông cần kéo gì ấy. Vậy ra phía ở phần ở trước cửa thì là cũng lên khá là cao rồi. Bên này thì có vẻ như là chuẩn bị là sang cửa rồi đó. Cái vật liệu cắt này kia thì bây giờ cũng chuẩn bị là bổ sung thêm rồi. Mắc dây điện không? Điện. Cái dây điện này thì máy nuôi cho nước xé tận dụng lại để mà để phần nào trong nhà luôn các bác. Máy nuôi sau khi mà kéo điện xong thì có nước xé thu cái dây điện này vào. Mệt đấy ông nhỉ? Mệt đấy, mệt là nóng. Vâng. Chỉ một tí thôi. Tách này thì là sau này sẽ chuyển đi sang chỗ khác của bác ạ, sẽ không có để đây nữa, có thể là để ra phía bên kia một chút này. Cho sau này khi mà xả nước đi vào nhà vệ sinh và tắm ấy, thì là cái lực nước nó sẽ đẩy, nó sẽ mạnh, sẽ mạnh hơn, mình không phải dùng là cái máy để mà cái máy hỗ trợ để mà đẩy nữa. Cái củi này ông bổ lâu chưa? Lâu rồi, nó vừa bổ một tí. Bổ lâu rồi á? Cái này thì là chắc là củi hôm nọ là ông cháu mình đi chặt để mà làm ván đúng không? Vâng. Củi này ông bổ xong để mang đem đi về nhà đun lên là đem đi đâu không? Để mà bổ phơi khô thì lấy đi bán. Đi bán á? Vâng. Thế để bán đóng tiền học cho mạnh hay là để làm gì không? Bán là để nếu tiền nhà không đủ thì nếu xi không đủ thì mua khi là cái gì thiếu thì mua cái gì một tí đấy. Thế là ông định là bổ củi này khô xong là ông anh em đi bán. Mấy nữa mà cháu không đủ kinh phí để mà làm thì ông dùng cái này để ông góp vào á. Thế ông đi bán được bó củi nào chưa? Cũng chưa, vừa mới bổ để cho khô mới lấy đi được. Thế là hôm nay là mới bổ là hôm đầu tiên à? Vâng, trời mưa đó, thì nắng lắm mà. Vâng. Bổ phơi khô thì cho trời nắng thì nó nhẹ mới bác đi được rồi. Vâng, cái này thì là không loại là chẹt tạt tít như của bác à. Để chắc là sáng nay là ông ra bên này là đụt cái củi đây. Nghe không vớ thì. Ui. Củi này thì người ta chắc là mua là cũng với giá là tầm độ 50 nghìn một bó thôi không nhỉ? Vâng, bắt to mới được đấy. Đấy, những công việc mà đi bán củi thế này thì đối với lại ông thì là nó quá là bình thường đúng không ạ? Tại vì từ trước đến giờ nếu mà như là không có tiền thì hầu như là đi ra rừng để mà đốn củi về xong rồi để mà đem đi bán thôi. Hôm nay thì nghe hôm trước thì cháu Lục có tâm sự với lại ông bác nói rằng là hiện tại cái phần kinh phí của ông ấy thì là không có thể mà hoàn thiện được cho hai ông cháu đâu. Thế nhưng mà hiện tại thì vật liệu mọi kia đấy thì là cũng là lấy về đủ hết rồi các bác ạ. Cũng lấy về đủ rồi đấy, nhưng mà còn về những cái là những cái ví dụ như là cửa sổ này các bác này, cửa sổ hay là cắt này chẳng hạn, cắt thì là cũng các bác nhìn thấy là cũng hầu như là sắp hết rồi. Thế bây giờ thì lại phải là mua thêm vào nữa. Ôi à. Cái loại củi này nếu mà để khô thì bổ cũng khó đấy ông nhỉ, củi này khó đấy, khó mọc kèm thế này này. Vâng. Không vớ. Đây thì cái phần này thì chấn lực là nếu mà để nói đấy các bác thì hay nói đi nói lại một chút rồi. Nếu mà như các bác có yêu quý tới hai ông cháu đấy thì rất là mong sẽ được sự trợ giúp của các bác anh chị ở trong nước cũng như là ngoài nước. Mỗi người là
muối cô bác là góp nhau cho ao cháu 50.000, 100.000, thậm chí là 200.000 thì cũng được rồi. Cái đấy là cái tấm lòng của các bác. Người ta bảo là một cây thì làm chẳng nên non, mà ba cây trụng lại thì là lên một hòn núi cao đấy các bác. Thì rất là mong sẽ được sự yêu quý của các bác. Về cái cuộc sống của hai ông cháu thì quá là vất vả rồi. Không chỉ là vất vả về cái phần tài chính cũng như là ăn uống này kia nữa, mà còn đến cả tinh thần nữa. Hiện tại thì ông thì cũng phải nói là sống cô độc từ rất là lâu rồi. Từ lúc mà bố của Mạnh là còn tầm tuổi Mạnh như này thì vợ của ông thì cũng đã ra đi, cũng đã mất rồi, và ông cũng không có đi thêm bước nữa. Đấy, đi thêm bước nữa để mà cái phần đấy lo cho bố của Mạnh lớn lên. Đến lúc mà lo cho bố của Mạnh lớn lên rồi, tôi ngỡ rằng là ông sẽ thanh thản, cũng như là thanh thản một chút rồi, ấy được nghỉ ngơi một chút rồi đấy. Nhưng mà không may là khát vọng của người con của ông thì cũng rất là lớn, muốn là biết là ông khổ, muốn giúp đỡ để cho cuộc sống của ông không còn là như bây giờ nữa, và cũng lặn lội đi tận là Campuchia và nghe theo lời bạn bè cũng như là người ta giới thiệu này, không may thì đã bị sa vào cái lưới mà một đi là quay trở lại là rất là khó. Cái cành củi to này thì phải dùng cách này thì mới bổ được với ông nhỉ? Vâng. Cái này nó được cái dưa là mỏng lắm. Cái gì đâu nhỉ? Thời gian trước thì bé Mạnh là còn đi học là gần hơn, cho nên là khi mà nghỉ đây các bác này cùng với bạn bè là có thể là về được, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì Mạnh là đi học khá là xa rồi. Bây giờ thì chưa được ở trong thì đang đi nhờ bố Quyết là về. Ông nội thì ông cũng hiểu là mà lao lực quá các bác ạ. Ông mất là mấy ngày thì đến hôm nay thì ông ấy khỏe lại và đi làm được những công việc của ông. Ông không khỏe được nhưng mà ông vẫn cố gắng mà đi làm cái rau lợn này, lấy cỏ này, đấy hai cái thứ đấy là ông bắt buộc phải lấy là nhiều hơn rồi. Một cành củi đâu đó ít nhất phải tầm độ mấy chục phút đấy ông nhỉ, này chục phút đấy. Đây là bổi cái này thì mấy hôm nữa thì đem đi bán được không? Vâng. Đây ông đem đi tận xá bán hay là tận đâu? Xá thôi. Chỗ trường của Mạnh học đấy á? Vâng. Các cô giáo nó đấy. À, thế là củi là cô giáo lấy à? Vâng.
công việc của mấy anh em đội thợ thì là vừa rồi cháu Lực cũng cập nhật cho các bác là biết, đã biết là cái tốc độ làm việc của mấy anh em thợ là đi tới đâu rồi. Em mong rằng là thời tiết ủng hộ cho cháu Lực cùng với lại mấy anh em đội thợ để mà sớm ngày hoàn thiện cho ngôi nhà của hai ông cháu, chứ không là các bác cô chú anh chị, đặc biệt là Mạnh Thường Quân, khi mà gửi tiền về đấy thì thấy là cháu Lực cầm cái số tiền kinh phí làm nhà của hai ông cháu quá lâu rồi mà chưa đi thực hiện một cái gì đấy. Các bác cũng thất vọng và các bác cũng rất là lo lắng sốt sắng. Củi này thường thường là ông đem đi bán thì được bao nhiêu tiền một bó không? Nhỏ thì 35 thôi, to thì 40. Nhỏ thì 35, to thì 40 à? Ừ. Nhưng mà thường là ông đi bán thì là bó, ông đem đi bán thì được rơi vào tầm bao nhiêu tiền? Rơi vào tầm độ là bao nhiêu tiền không? Tháng thì 1-200 thôi. À. Nhưng một tháng là ông bán được 1-200 á? Vâng. Tháng được không mất thời gian nhiều lắm. Vâng. Chặt xong là bù. Tức là một tháng bác thì cũng kiếm ra được 200.000 từ việc tiêu biệt bán củi này các bác này. 200.000 là đối với ông thì là một cái số tiền mà cũng phải nói là rất là lớn đấy các bác. Thì phải nói là rất là bất ngờ khi mà ông nói ra điều này của bác ạ. Chỉ là tâm sự là với ông thôi, chứ cũng chưa có nói với ông là chắc chắn là sẽ không đủ cả. Nhưng mà ông cũng đã có ý định là có quyết định là ông cũng tự đi kiếm tiền để mà góp tiền vào để mà hoàn thiện nhà là sẽ được hoàn thiện hơn. Có lẽ là cái thời lượng video này cũng khá là dài rồi các bác ạ. Bây giờ tôi sẽ dừng ghi hình để mà phụ ông bổ củi thêm một chút nữa. Ở đây thì thấy là còn thêm là vài cái nữa các bác này. Hai ông cháu làm thì nó sẽ được nhanh hơn. Cháu Lực cũng xin được kết thúc cái video này ở đây thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video nhé. Và hẹn gặp lại anh ông bà cô chú anh chị ở cái sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bà nhé ông nhé. Chào các bác các chị nha. Mm-hmm.